Rồi, hello anh em nha. Chào cả anh em đã đến với channel của Math Tiger. Mình là Cường. Thế nhé. Thì lại tiếp tục cái video hướng dẫn thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái sử dụng cái Gana Camera Distance nhá. Ok, cái này thì công dụng của nó là để anh em zoom out, zoom in cái không gian nhìn của anh em ở trong game. Ok. Thì đây, thì tôi sẽ sau khi cái link tải cái phần này thì ở dưới phần mô tả, sau khi tải về ấy, thì nó sẽ có một thư mục anh em giải nén ra, nó sẽ là Garena Camera Distance V1.0 nhá. Đấy thì anh em tải ra, giải nén ra, đây cái này giải nén ra nó sẽ ra cái thư mục này, Garena Camera Distance V1.0, anh em click vào. Sau khi giải nén ra, anh em click vào folder đấy, nó sẽ có một file Garena Cam Dis.exe, anh em click vào chỗ tôi, mở lên. Thì sau khi mở lên nó sẽ có cái thông báo là cái phiên bản này chỉ thích hợp với version 1.24b đến 1.26, anh em lưu ý nha, 1.24b đến 1.26, ok. Chỉ những phiên bản này có tác dụng ở cái Gana Cam Disk này thôi. Anh em bảo ok cho tôi. Sau khi ok thì nó sẽ hiện cho anh em một cái để chọn folder. Nếu anh em chưa chọn thì đây. Sau khi ấy thì nó sẽ hiện như thế này luôn. Đấy, anh em chọn đến cho tôi thư mục Google Drive thôi. Thư mục Google Drive anh em ở đâu anh em chọn đến thôi. Thế nhé. Đây, thư mục Google Drive của tôi ở đây. Tôi chọn đến Google Drive. Rồi, ok. Đấy, thì nó sẽ ghi là Patch Changes, please restart this program. Ok, anh em ấn ok. Đấy, sau khi ok nha, anh em mở lại lần nữa cho tôi. Ok, là nó sẽ có cái thư mục patch ở đây. Là nó sẽ ăn cái patch của anh em rồi. Bây giờ anh em chỉ cần đổi thôi. Thì camera distance này, nó có thể đổi dao động từ 1.004 đến 2.005. Thì tôi đang để mắc, bởi vì màn hình tôi nó hơi to. Cái này mặc định của nó là 2.000 nha anh em. Anh em có thể đổi lên 2.003 hoặc 2.005 tùy vào kích cỡ màn hình của anh em. Cái phần này anh em đừng tích một cái gì cả. Anh em ấn set camera distance. Rồi. Set nó sẽ ghi là camera distance for 1.24e, tức là phiên bản của tôi hiện tại đang 1.24e. Successfully set 2.005. Rồi, là thành công rồi, anh em ấn ok nha. Thoát ra và vào game để hưởng thụ thôi. Rồi, video này cũng ngắn thôi. Kết thúc ở đây nhé. Bye bye anh em.